sau hơn 5 tháng từ lần kiểm tra và kết luận của Bộ trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ban Quản lý Dự án đã tập trung cao độ, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân công, thời gian, vật tư vật liệu, phối hợp triển khai nhịp nhàng liên tục trong các phần việc, đáp ứng kịp thời tiến độ và chất lượng dự án. Đến nay, các hạng mục cơ bản của dự án hoàn thành theo kế hoạch, trong đó hạng mục tòa nhà chính đang triển khai thi công và hoàn thiện các phần việc giai đoạn cuối. Hạng mục tháp chiến thắng đã thi công xong phần thô, đang thi công lắp đặt hệ thống khung và treo đá. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc thi công xây dựng, triển khai các dự án thành phần, hạng mục liên quan. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị bộ máy quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành giai đoạn 1. Làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đúng theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện dự án, hồ sơ quản lý chất lượng công trình được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Các hạng mục khác như công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, khu trưng bày, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành các hạng mục, phần việc trong tháng 5 và tháng 6 năm nay. Ghi nhận đánh giá cao tiến độ triển khai các hạng mục, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là dự án lớn, trọng điểm.